để ăn với thịt kho tàu trong 3 ngày Tết nha các bạn. Thì trước tiên bây giờ mình sẽ làm cái nước giấm đường ha. Vô giá này làm ăn cấp tốc nha. Mình làm bữa nay là ngày mai mình ăn được liền rồi nha các bạn. Mình cho vô cái thau đây là một chén đường nha. Một chén giấm trắng ha. Giấm này chua nha các bạn. 3 chén nước nha. 3 chén nước lọc. Và nửa muỗng ăn canh muối nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quậy đều lên nha. Làm dưa giá như cách này cũng rất là lẹ nha các bạn. Mình lấy nước lọc ha, hoặc là mình lấy những chai nước suối đó, rồi mình pha với giấm và đường như thế này nè, là mình có thể ngâm với dưa giá được rồi nha. Ngâm ngày hôm sau là mình có ăn liền được ha. Rồi bây giờ cái nước giấm đường của mình nó tan ra rồi. Đây là giá mình đã rửa sạch sẽ rồi nha các bạn. Nhà mình còn vài cọng hẹ, mình sắt, mình rửa sạch, mình sắt, mình để chung vô luôn nè. Giờ mình sẽ cho vào trong một cái thau lớn nha. Rồi mình sẽ cho vào trong đây là củ cà rốt mà mình bào sợi nè, cũng như gừng ha, gừng sắc sợi, gừng mà để vô trong dưa giá mình ăn ấm bụng nha các bạn. Và cũng rất là thơm nha. Bây giờ mình sẽ trộn cái phần giá cà rốt với lại gừng này lên ha, cho nó đều ha. Sau đó mình cho vào trong một cái hũ nha. Rất là thơm nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vài trái ớt vào đây cho nó đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần nước giấm đường này vô nha. Giá mình mới vừa nhận xong nha các bạn. Chỉ trong vòng 15 phút thôi là mình có một hũ dưa giá rất là ngon nha. Nếu mà các bạn nhận cái hũ dưa giá này một buổi sáng sớm á, thì buổi chiều mình có thể ăn được rồi nha các bạn. Còn nếu mà mình nhận trong ngày thì qua bữa sau là mình ăn được nha. Đơn giản mà dễ làm nữa ha. Nếu các bạn thấy thích cái video này của mình thì cho mình thumbs up nha, like, share cũng như chia sẻ cho bạn bè và gia đình. Thank you for watching. Bye bye.